em xinh đẹp và lung linh. Đấy. Mọi người nhìn tạm cái kết quả vừa cấy xong đi đã, mặt ửng hồng như em bé Liên Xô, rất là xinh, căng bóng luôn, xinh lắm luôn. Đi tham khảo làm rất nhiều nơi rồi đấy. Vâng ạ, vâng. Nhưng mà cuối cùng chị đậu về đây. Thì chị cuối cùng là chị đẹp vẫn phải đạp gió rẽ sóng về đây. Lần đầu tiên là chị để mặt của chị như này nhá. Vâng. Với khán giả thấy này. Lần đầu tiên để mặt mộc đúng không? Đúng rồi, với khán giả. Ngày hôm nay chị Thu Phương là cấy BioSeal Plus và Hydrat buổi đầu tiên tại Lavender Bay Trang. Chị biết là cái gương mặt của chị ấy nó có nhiều vấn đề lắm rồi. Thứ nhất là chị bị lão hóa này, chị có tuổi này. Xong rồi chị là đến một cái thời kỳ là kiểu thiêm cây á, của chị em phụ nữ này. Xong rồi hormone cái thứ thay đổi hết. Thế xong rồi chị bị nám rất nhiều. Thế cho nên là chị nghĩ là chị cần phải có một cái cải thiện gì đó mạnh mẽ và chị quyết liệt. Cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng với gương mặt của chị. Và vì thế cho nên chị mới quyết định là để livestream cùng với em luôn. Và để cho khán giả, những người yêu thương chị kiểu đang theo dõi chị ấy sẽ biết, sẽ theo dõi cùng chị luôn. Là sau 2-3 liệu trình làm thì cái gương mặt chị sẽ như thế nào. Đấy. Áp lực em quá. Em áp lực quá. Đó, thành ra bây giờ chị nói em nghe nhá. Những cái gì vô cùng áp lực cần giải quyết trên gương mặt chị là em phải làm. Đấy, đấy, chị Thu Phương, nếu như mà bạn nào mà để ý là chị Thu Phương không bao giờ livestream, không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ một ngành làm đẹp nào. Cái này làm, nếu mà bạn nào mà theo dõi chị Thu Phương và hôm nay là livestream ở trên Facebook của chị Thu Phương nữa, một Facebook cá nhân của chị Thu Phương nữa đúng nha, rồi. Thì các bạn phải thấy rằng là tìm khắp tất cả những trang quảng cáo, trang mạng của thẩm mỹ viện, không bao giờ chị Thu Phương nhận lời quảng cáo cho bất kỳ kem mỹ phẩm hay là một cái spa nào. Da của chị trước kia là chữa nám xong này, và bây giờ thì da của chị hơi bị yếu, hễ đi ra trời nắng trời lạnh một chút là dễ bị dị ứng lên. Nên là chị muốn có một cái công nghệ gì đấy để mà chữa sạch cho chị hết được cái chỗ nám này, vì bây giờ vẫn còn 50% nám nha. Bạn nào mà nhìn kỹ lại da của chị Thu Phương đây, cái nám mảng bên này là vẫn còn này đó. Đấy, cái nám mảng bên này là vẫn còn hơi vàng vàng nhẹ nha các bạn nhé. Đó, vẫn hơi còn hơi vàng vàng nhẹ. Và hôm nay là buổi cấy đầu tiên nên là chị Thu Phương yêu cầu Trang là hôm nay chị vẫn cho em livestream để cho các khán giả thấy rằng là 3 buổi nữa cấy hoặc 4 buổi nữa cấy thì hiệu quả phải sẽ hiệu quả như thế nào. Đúng có đau không ạ chị? Có nhiều người đang hỏi chị Phương ơi có đau không? Không, hoàn toàn không hề gì có một chút cảm giác gì luôn. Dạ. Nghe kiểu như có tiếng máy bay bên tai thôi, còn không không có cảm giác gì. Những bạn nào mà cũng là những khách hàng đầu tiên và chưa bao giờ cấy cái công nghệ này lần nào thì mọi người có thể vào xem cái livestream của chị ca sĩ Thu Phương đây nhá. Chị Thu Phương cũng là khách hàng đầu tiên, hôm nay là buổi cấy đầu tiên của chị ca sĩ Thu Phương này. Có lẽ nó cũng phải là một cái sự tin tưởng. Dạ. Là vì chị thấy rất là nhiều đồng nghiệp của mình, vâng, mọi người cũng đã từng chia sẻ đã đến đây với em nhiều lần rồi. Vâng. Em biết, đặc biệt là chị xem vợ của Trường Giang ấy. À, bạn Nhã Phương. Đấy, là chị xem đến nhiều nhất. 7, 8 tháng, 9 tháng mà Nhã Phương tại vẫn vì, cấy. Tại vì chị theo dõi bạn Phương đấy nhá. Chị theo dõi bạn Phương đấy từ những cái bộ phim, rất nhiều phim lần trước Phương ấy. Xong rồi thì chị thấy Phương á, ôi, thay đổi hoàn toàn cái kinh khủng luôn. Chị nói không được rồi, đúng rồi. Rồi anh Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Nói chung là chị cũng xem qua rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ. Chị đã nghiên cứu bên em khoảng bao lâu rồi thì chị mới quyết định đến? Thực ra là em thì chị biết lâu rồi. Dạ. Xong rồi chị cứ suốt ngày bảo ôi xinh đẹp thế này nọ. Vâng. Nhưng mà mình, tại vì chị không quan tâm đến cái chuyện là kiểu đi làm đẹp đấy. Thế cho nên là khi mà chị có một cái quyết định là vì sắp tới chị có một cái sự kiện đặc biệt. Dạ. Thì lúc đó chị nung nấu ở trong đầu chị ấy, là có lẽ chắc là mình phải thay đổi hình ảnh một chút xíu này. Cần phải rạng rỡ hơn, đẹp xinh hơn. Đẹp hơn. Không phải em yêu không? Tại vì mình cũng bay nhiều quá thời gian vừa rồi á, mặt mũi chị ấy, nó bị khô. Nó cứ với da lại khô với nhăn đúng không? Với lại trông nó mệt mỏi ấy. Dạ. Đó. Với lại cái tuổi mà như chị đã nói là mình bước qua cái tuổi 50 là cái tuổi tiền mãn kinh ấy, là cái tuổi mãn kinh ấy là nó sẽ bị nội tiết nó thay đổi, là cái da nó sạm đi đúng không? Chị nói em nghe nhá, hôm qua mà chị mới 49 ấy, chị vẫn chị thấy ok. Và tự nhiên ngày mai 50 phát nó khác hẳn luôn. Nó khác hẳn luôn. Khủng khiếp. Nó sạm luôn da đúng không chị? Đúng rồi em ạ. Đấy, mọi người ơi, chị Thu Phương nói rất đúng nha, tại vì là chị Thu Phương đã nghiên cứu cái công nghệ này của bên Trang cả 1-2 năm nay rồi. Nên là chị Thu Phương đến với lại bên Trang là cũng vì một phần là chị Thu Phương bây giờ muốn cho cái da của mình nó phải ngậm nước, phải căng bóng và phải đẹp hơn. Vì là chị Thu Phương đã chia sẻ rồi là chị Thu Phương rất lười uống nước nha mọi người. Nên là những bạn nào mà da của chúng ta cũng bị khô này, bị mất nước giống như da của chị Thu Phương, thì mọi người có thể cấy ngay cái công nghệ BioSeal Plus giống như chị Thu Phương đang cấy ở đây mà không hề có đau nhá. Mà bây giờ chị Thu Phương là một người cực kỳ nhát đau, mà chị Thu Phương không bao giờ đi cấy chích chích lên mặt, rồi là cũng không bao giờ đi làm đẹp nặng đô như này đâu. Nhưng cái này là em sẽ làm sát mắt, vì như vừa nãy chị nói ấy, là chị muốn yêu cầu làm để cho nó xóa nhăn đấy chị. Đúng rồi, chị đấy. Bị nhăn quá trời em ạ, chị bị nhăn này.
Đấy. Chị bị bọng mắt này. Vâng. Đó. Đấy. Nên là các bạn ạ, những chị em nào mà 50 tuổi và 52 tuổi giống như chị Thu Phương mà mình bị nhăn mắt nhiều rồi là mình bị nám giống như chị Thu Phương vừa nhăn vừa nám thì mọi người nên cấy luôn cái công nghệ BioSeal Plus giống như chị ca sĩ Thu Phương đang cấy ở đây nha mọi người nha. Mọi người ơi, nếu như mà những chị nào mà chúng ta ở bên Mỹ thì ở bên Mỹ sẽ không có hàng BioSeal Plus này nha mọi người nha. Tại vì cái hàng BioSeal Plus này thì Trang đã mua độc quyền, đương nhiên là ở bên Mỹ thì cũng Trang không biết là có bên thẩm mỹ viện nhập cái hàng này không, nhưng mà hiện tại là Trang, theo như Trang biết là có rất nhiều các chị em Việt kiều Mỹ về Việt Nam để mà cấy cái BioSeal Plus này, và đặc biệt là như chị ca sĩ Thu Phương là cũng lặn lội từ Mỹ về Việt Nam. Khách của bên Trang là khách Việt kiều Mỹ về bên Việt Nam mà cấy cái này rất là nhiều, và đặc biệt là hàng BioSeal Plus này thì ở Việt Nam là Lavender by Trang đã mua độc quyền. Lúc đầu chị nói là chị sợ đau lắm, chị xem cấy chị sợ đau lắm, chị nhát đau ấy. Bây giờ chị có thấy đau không? Chị đã bắn laser nhiều lần rồi, cho nên chị sợ làm cái gì vào mặt mà nó cứ bong bong như là gì? Chấn thương nữa ấy. Chị kiểm tra thuốc giúp em nha. Đấy. Thấy chữ là chị thấy rồi đó. Hai chữ là thấy rồi đó. Hàng của Mỹ nha chị nha. 100% của Mỹ. Đấy, thấy chưa? Em thấy chưa? Và vừa lấy em cho chị bóc tem nhá. Em bóc tem trước mặt chị nhá. Tôi ở Mỹ mà tôi về đây làm hết rồi ạ. Đấy, ở Mỹ mà về đây làm với mọi người. Tại vì khi mà mọi người làm cái sản phẩm Hydrat này bên Mỹ thì sẽ phải có giá là 2.000 đô chứ không có giá là 30 triệu như thế này đâu. Tại vì ở bên Mỹ thì cái gì đắt đỏ chị biết rồi. Chi phí bác sĩ bên đấy rất là mắc. Công bác sĩ bên đấy rất là mắc, chứ không phải là có chuyện 30 triệu giống như Việt Nam mình đâu nha mọi người nha. Chị ca sĩ Thu Phương là đang cấy Hydrat, là đang cấy thật lên trên da của mình nha. Có đau không? Ngủ à? không đau nhưng mà hồi hộp. Hồi hộp, đấy. Đây là cảm giác thật của một người không bao giờ đi làm đẹp nặng đô như này. Và đây là một cái buổi live stream rất thực, là một buổi làm đẹp thực của chị Thu Phương nhá. Và khi mà mình cấy Hydrat như này là sẽ một cái ống này là sẽ hội tụ là 3 tỷ tế bào gốc cũng như collagen và elastin nội sinh sẽ giúp làm kéo căng da của mình, sẽ làm săn chắc cũng như là làm cho da của chị sẽ được mọng, được căng hơn. Có rất nhiều bạn đang khen chị Thu Phương trẻ quá, trẻ thật nha mọi người nha. Nhưng bây giờ chị vẫn muốn trẻ hơn nữa nên là với đi làm cái công nghệ BioSeal Plus và Hydrat như thế này. Nên là những chị nào mà muốn trẻ mãi, đẹp mãi, mình mãi mãi tuổi 20 và 30 thì mọi người nhất định không thể bỏ qua được cái công nghệ BioSeal Plus của Lavender by Trang và Hydrat này đâu nha. Chị thấy là cái da của chị có ưng không? Chị nhìn thấy nó bóng không? Nhỉ? Ừ. Bóng loáng nhỉ? Bây giờ là chưa thực sự đẹp đâu mà chị đã thấy cái da của chị nó bóng như này rồi. Chỉ cần sau 3 ngày nữa thôi về tất cả những cái tinh chất này nó sẽ ngậm nước. Nó sẽ được đẩy sâu cũng như là nó sẽ được phát huy tác dụng. Hôm nay là buổi đầu tiên đúng không? Thì là em biết làm sao, nhưng mà đấy, đảm bảo là buổi sau nữa là gặp nhau là sẽ bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sống trào. Đấy. Là biển số sống trào rồi. Nhưng mà lần là sau đẹp chị rồi. Phải chế cho một câu nữa. Bây giờ em biết vì sao khách vì sao hàng đẹp điện Lavender như vậy. Ôi rồi đấy, thấy chưa? Em thấy em chưa? Em cũng quá kìa. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chị đã biết. Đấy, em tin là buổi sau chị sẽ biết rằng là vì sao hàng triệu khách hàng. Vì sao đẹp như thế này? Những chị nào mà 40, 50 tuổi mọi người tự tin với nhan sắc vẫn, trời cũng cho rồi thì mọi người cứ đến với Lavender by Trang. Tại vì là bản thân là 40, 50 tuổi giống như chị Thu Phương 52 tuổi rồi, tự tin là mình rất là đẹp mà đến bây giờ chị Thu Phương vẫn phải đến Lavender by Trang. Thì mọi người biết rồi đấy. Mình nghĩ là đây cũng là một cái trải nghiệm thú vị của mình. Và mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm này với mọi người. Có nghĩa là mọi người không cần phải tới đây mà mọi người vẫn biết được là cái liệu trình như thế nào. Và Phương hy vọng rằng một vài lần nữa mình sẽ tiếp tục theo dõi để xem là kết quả của Phương như thế nào. Đây. Mọi người như thế nào nhỉ? Tạm thời bây giờ mọi người nhìn tạm cái kết quả vừa cấy xong đi đã. Mặt ửng hồng như em bé Liên Xô. Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quấn quên chờ sáng. Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng. Sương răng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy ta soi tình ta giữa đời nhau. Love you.